tôi là Mai, một cô gái hạnh phúc vì có được một anh người yêu cưng chiều hết mực. Còn đây là Minh, chàng trai ngọt ngào của tôi. À không, đây là ông nội tôi. Đây mới là chàng trai ngọt ngào của tôi. Anh ấy là một doanh nhân thành đạt. Không những giỏi kiếm tiền, anh còn giỏi cả việc nhà. Ngon không em? Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Người đàn ông hoàn hảo đó là của tôi. Nhưng ông bà ta có câu: đàn ông lắm tài thì nhiều tật. Ông Minh ngoại tình, mày nói ông Minh làm sao? Tao thấy ông làm sằng làm bậy cùng lúc ba con. Lần này anh chết với tôi. Nóng không? Nóng không? Nóng quá à. Ở nựng cái nè. Cưng á, cưng á. Đồ khốn. Em trao anh con tim, sao anh trao cho em một cú lừa? Anh đã làm gì sai? Anh không sai, chúng ta sai. Em thật sự ngu ngốc. Vì đã làm tin anh nên mới bị cấm tuần như vậy nè. Không ai được đụng vào người đàn ông này hết. Ông ra, ở ra. Nè, người tôi yêu mà tôi còn phan được thì ba cô có đáng là gì? Ba đã. Em hiểu lầm rồi. Đây là dì Năm, dì Sáu, dì Bảy ở bên bển mới về thăm anh. Em bớt ghen đi. Tới bây giờ mà anh còn nói dối không biết chớp mắt nữa hả? Dì Năm, dì Sáu, dì Bảy của anh làm sao có thể trẻ như gái 18 như vậy được? Anh cha tôi không trẻ như vậy đúng không? Tôi biết mà. Thật là tươi trẻ. Tuổi gì trẻ như vậy? Là nhờ uống cái này nè. Đây là cà phê xanh thiên nhiên Việt, không qua quá trình rang xay nên giữ nguyên dạng chất chống oxy hóa. Mỗi ngày sử dụng 2 gói cà phê xanh thiên nhiên Việt, con sẽ sở hữu nhan sắc tươi trẻ giống như là gái 18. Hiệu quả tốt như vậy mà sao từ đó đến giờ anh Minh không cho con uống? Anh có pha cho em uống nhưng mà em có để ý đâu. Quá trình rang xay giữ nguyên vẹn chất chống oxy hóa, giúp bạn giữ mãi tuổi thanh xuân. Lady and gentlemen, hân hoan vui mừng phấn khởi chào đón tất cả quý vị đến với cuộc thi Nam Dư Cà Phê ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cuộc thi Nam Vương Cà Phê là nơi quy tụ rất nhiều nam vương sành cà phê vào loại bậc nhất. Và kính thưa quý vị thân mến, như thường lệ, đám ma thì phải có người chết. Cuộc thi là phải có ban giám khảo. Một tràng vỗ tay thật lớn chào đón ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, nhiệt liệt chào mừng dì Hai Lan. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt chào đón anh 7G. Và cuối cùng, anh Cao Nguyên. Vâng, kính thưa quý vị, ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay là những người sành cà phê bậc nhất trong làng cà phê. Và bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu nữa, cuộc thi chúng ta chính thức bắt đầu. Kính thưa quý vị, kể từ khi phát động cuộc thi, ban tổ chức chúng tôi đã nhận được 2.000 đơn đăng ký. Tuy nhiên ngày hôm nay chỉ có 3 thí sinh thi mà thôi. Gì kỳ vậy? Mấy ngàn đứa còn lại đâu?
Kính thưa quý vị, đây là một sự cố đáng tiếc. 1997 thí sinh còn lại mới gửi đơn lên chương trình sáng hôm nay xin dừng cuộc chơi. Lý do là tại hôm qua uống cà phê nhiều quá, sáng nay dậy không nổi, bỏ cuộc. Mong quý vị thông cảm. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Tiền Đâu. Tiền Đâu ai biết? Mới mở đầu chương trình mà đòi tiền rồi. Tí xong á, người ta trả. Tiền nhiều để làm gì? Tiền Đâu là đầu tiên. Chào đón thí sinh đầu tiên ngày hôm nay, xin mời Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng, cầu thủ. Bùi Tiến Dũng. Tôi đây. Trời đất ơi, tôi nghe cái tên của anh tôi nghĩ tới cầu thủ đá banh. Nhưng nhìn lại thì anh giống trái banh hơn là cầu thủ đá banh đó. Anh nhìn lại từng bước chân của anh đi kìa. Anh đi tới đâu mở nó tràn tới đó. Ban giám khảo người ta trợt, người ta té chết thì sao? Hả? Mặt thù lù vậy mà Nam Vương vậy ông nội? Nông cạn. Xin giới thiệu với anh, tôi là hình mẫu của người xanh cà phê. Ngày tôi uống 3 lít cà phê thay nước suối. Tối tôi ngủ không được, tôi buồn miệng, tôi lục tủ lạnh. Giờ tôi mới như thế này nè. Wow, đây là một thí sinh rất là thú vị thưa quý vị. Xin mời anh đứng qua một bên. Kính thưa quý vị, và liên tục chương trình chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh thứ hai. Xin mời thí sinh Ronaldo. Siêu cầu thủ quý vị. Ronaldo đây hả? Đô chỗ nào? Trời ơi, như con nhái vậy ông nội. Cái này không phải Ronaldo mà Ronaldo nè. Cái mặt rổ không kìa. Như vậy mới xứng danh là Nam Dương Cà Phê. Cái gương mặt rỗ này là thành tích của việc em uống 10kg cà phê mỗi ngày, thay chân cơm luôn đó. Nhiều khi em uống nó không phê, em lấy ra em tắm nó mới phê. Wow, đúng là rỗ Nam Đô, đúng là Nam Dương Cà Phê. Một thí sinh rất là đặc biệt quý vị, đứng qua một bên nào. Vâng, và kính thưa quý vị, và thí sinh cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, xin mời thí sinh Thiên Việt. Em trai, thiếu nợ hay gì mà nó đi cuối cuối vậy ông nội? Trời ơi, người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời. Làm tôi muốn bể bóng luôn nè. Bung nẹp xuất sổ trơn hết tội luôn kìa. Trời ơi, trời ơi đẹp quá. Trời ơi, ok chuẩn man. Kính thưa ban giám khảo, Nam Vương của chúng ta là đây chứ đâu. Là đây chứ đâu đúng không? Là đây chứ đâu. Vô lý. Không có dân sành cà phê nào mà cái mặt láng vậy hết trơn á. Không có người nào uống cà phê nhiều mà body chuẩn man vậy hết á. Hư cấu. Thật là chuẩn men. Đó là nhờ tôi chăm chỉ uống cà phê xanh Thiên Nhiên Việt mỗi ngày. Cà phê không qua quá trình rang xay, giữ nguyên vẹn chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp kháng mỡ, body chuẩn men. Khỏi cần suy nghĩ gì nữa, phần thắng thuộc về Thiên Việt. Say đắm. Một ly là hết đất đắm say. Một trái là chạy bộ mất ngay. Ăn hết đống này là lé luôn. Bánh mì bò kho mà ai ăn ngon bệnh nha. Bánh mì chấm 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 ngon lắm nè 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 nè. Cuộc sống thật là vô vị mà.
Nhìn mày giống như con bò vậy đó. Trời ơi, lên thêm ba lạng nữa rồi, hít không khí mà cũng lên ghê. Thật là nhẹ nhàng. Đó là nhờ cà phê xanh thiên nhiên Việt, không qua quá trình rang xay, giữ nguyên vẹn chất chống oxy hóa, kháng mỡ, không lo mập ra. Tôi có lướt web nhớ thấy có chén cứ kiếm tới mì gõ, thơm thơm ngon ngon, vui là chính và những điều hay ho. Mấy anh mấy em chưa người yêu đang sầu lo thì đừng ngại nhục chi, đừng thấy xem cha nuôi mì. Hãy subscribe.